Xin chào tất cả các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với cái video tiếp theo ở trên kênh của em. Thì ngày hôm nay em test con vang S520 DBO của Tích S520 cho anh Đạt đây. Anh Đạt nhá, ở tại Uông Bí, Quảng Ninh. Đấy, anh có yêu cầu đặt của em một con vang S520. Đấy, con này cũng là cửa hàng bên em còn khá là ít, không còn hàng nữa đâu các bác ạ. Đấy, S520 các bác nhá. Con này revert của nó thì siêu hay rồi. Đấy, anh em xem nhiều clip của em để anh em có thể biết được. Revert khá là hay, trông hú tốt. Đấy, trông hú tốt. Đằng sau nó sử dụng 8 cổng da, có hỗ trợ cổng quang. Ở đằng trước này có 3 phím tinh chỉnh Music, Effect, Micro. Ở đây nó có chỉnh revert riêng biệt, Eco revert này, chuyển cổng này, chuyển mode này, công tắc nguồn này. Ở trên đây là tem của nó và cũng như là bên đây là tem bảo hành, check mã của từng sản phẩm luôn. Đấy, từng nhà bán ra luôn. Anh em mua hàng bên em thì anh em yên tâm về chất lượng cũng như là chất âm. Đấy, em vừa set xong rồi các bác nhá. Đây, vừa mới set xong. Ok, bây giờ sẽ nhờ Mr. Thái hát thử một đoạn cho tất cả các bác nghe thử xem cái chất con vang này ra như thế nào nhá. Nói chung là nhạc thì ok, hay. Đấy, còn tiếng mic thì phải là anh em cảm nhận. Tiếng mic thì anh em đeo tai nghe để cảm nhận nhá. Xem bên em test chất âm của con này, xem tiếng mic nó đạt được như thế nào. Đó. Riêng về cái phần vang số, anh em mua hàng bên em thì anh em yên tâm về cái chất lượng. Đấy. Setup. Đấy, ok, bây giờ sẽ mời Mr. Thái hát thử xem. Cho tất cả các bác nghe thử xem chất âm con này nó đạt ra như thế nào nhá. Mời tất cả các bác đeo tai nghe và lắng nghe và cảm nhận. Anh em nghe nhá, cảm nhận nhá. Tiếng rất là sáng luôn. Anh em có thể nghe cái tiếng xì của nó nhá. Đó, anh em nghe tiếng xì đó. Hôm nay em hạnh phúc rồi, em đã đến nơi mà em yêu. Em quên câu hẹn câu hẹn, em hứa với anh em có thể nghe tiếng xì sọt của con này nghe rất là tuyệt vời luôn. Anh Thái có thể alo lại cho anh em nghe nào. Tiếng rất là mượt nhá, tiếng echo là tiếng echo em set xong hát khá là mượt. Thì anh em nào có nhu cầu sử dụng những con vang số chất như thế này thì có thể liên hệ qua cho bên em nhé. Số điện thoại của em ở ngay bên dưới cái phần mô tả, anh em có thể kéo xuống và gọi điện cho em sẽ gọi điện và em sẽ tư vấn cho tất cả các bác sao cho phù hợp với lại không gian phòng nhà mình nhất. Ok, bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những cái video tiếp theo. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ đăng ký kênh để liên tục cập nhật những video mới nhất mà em upload lên kênh hàng ngày nhá. Bây giờ thì bye bye.